Chào mừng miền Tây, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh nha. Cả nhà ơi, hôm nay là đến hẹn lại lên rồi, đúng 3 ngày rồi, cho nên là mình đi thăm mấy cái lợp của mình. Ủa, hôm nay nước lớn quá trời luôn kìa. Giấc này gió quá trời gió luôn. Mình đi ở trong nhà đi ra mà hở le lử luôn. Hôm nay nước lớn lội nữa rồi. Lớn gì mới có cá chứ. Nước lớn này nó dễ dính cá. Ôi, ốc này nó bự hơn ốc mình ha. Thâm lại dài đắng hơn. Chút xíu bắt mớ ốc về kho. Nhiều lắm á. Ốc quá trời nhiều luôn. Thâm lại dài đắng hơn. Không đi đắng thâm lại nữa. Ở đây cái lợp đầu tiên nữa nha. Phải không ta? Phải đó. Tại vì đặt 3 ngày cái nó nước lên nước xuống cái mình nhìn không có rõ. Ốc này bự bự không? Xíu về mình bắt ốc. Ui, ý, có cá. Con coi gì đây? Đồ ơi, con cá đồ phi. Cá đồ phi, cá rùa, cá sạch nhất luôn. Mở cái này ra được không? Mình mới mua cái này nè. Để mình đựng cá. Cá đục phi. Đục to. Cho vô miếng nước đi. Hả? Vô miếng nước thôi, gì vô. Cái da gồi đứt tay rồi. Nó bén quá à. Cái này nè. Đứt tay rồi cả nhà ơi. Để nước vô cái nó bị lặt nè. Cái này nó làm bằng thiết á. Đứt sâu lắm luôn á. Nhất quá. Có cá rô là bắt cá rô bự ha. Để mấy con nhỏ nhỏ nè. Ây da. Nhất ghê luôn á trời. Lặt cái này đâu có rớt đâu, đâu có ra ngoài được đâu. Lặt nó vô nước. Cá sặc mà mẹ bên kia bắt cá sặc thì nó bên chua. Không ổn rồi, đại dương rồi, rác quá. Cá sặc nhiều quá nhưng mà cá sặc tay hơi nhỏ. Sạch xì gô không? Dạ. Sạch xì gô không? Có, sâu lắm luôn á nè. Bén quá à. Bình thường okay. Nó khứa ngang á. Nhất nó chết luôn. Còn mấy con nhỏ nhỏ mình để lại đi. Để lại mình dụ mấy con cá lớn nó vô. Nhất luôn. Thôi vậy đó. Cắm đầu xuống. Này. Ông kia em chỉ đặt cắm đầu xuống. Thấy không? Ông nào? Trọng. Ông kia dữ chưa? Chú trọng rồi, nói chú trọng ông kia. À, gò dính cái gò ở đây luôn rồi. Hình như nước lớn đi không lúng bằng nước. Đang cái nè. Nước lớn nó dễ đi hơn. Ở đây nó lún tới ngực luôn. Em ngu vậy. Trời ơi, ở đây không có gì luôn. Ủa, mấy con cá nhỏ đâu ta? Cái gì không có, nó không vô. Đi ra ngoài rồi nè.
Bữa nhớ còn mấy con cá nhỏ ở nhà thôi, nay mất tiêu rồi. Đây ra qua đây. Này. Đây ra qua đây. Lúng không? Có đi đạp con vô muốn rồi, nó không có. Có nước đó, nó trơn dễ. Đi té lên té xuống luôn. Con để im nè. Mụ nó im quá nè. Có đồ quy. Ốc. Có con cua, nó cua nhỏ xí luôn. Hai con cua luôn. Cá sạch nè. Đặt cắm nhậu xuống nè. Đặt cắm nhậu. Bắt mấy cá rô. Cá rô. Hôm nay vô cá rô nhiều quá cả nhà ơi. Bữa thì vô cá sạch không, bữa nay cá rô nhiều. Rồi mà nó không có bự, mình đặt xà dây nó mới vô cái đồ bự. Phải con cua nó bự bự là mình lụm nó luôn rồi. Cua nó nhỏ. Cái tay như vậy ta bắt hoài nó dính ra. Nó có cái sọc bự nè. Cá sặc vậy nấu canh chua ngon lắm cả nhà. Đây cá sặc ít xương á. À để đi. Vậy hả? Ừ, vậy. Tin tưởng chú một lần này. Ở đó không ta? Đúng rồi. Đúng không? Lội luôn, không đi lên. Giải cứu không Nguyệt. Để mở cái này được không? Ôi. Con gì đó. Có rắn không ta? Có. Gì? Làm gì có. Sợ quá. Nghe con ốc. Thôi bỏ đi. Nó trên đây nè. Nè, nó đó. Cái này hay có cá lóc luôn á. Rồi. Nước lớn khó kiếm, nước dòng nó bại lên. Ừ. Mà bữa nay đi ít mệt hơn bữa hổm. Có cá rồi nó nhảy lên rồi. Gió mát quá. Nó. Ồ. Hôm nay vô cá sặc quá trời bự luôn. Bữa nay không có cá chê nhưng mà có mấy con này ăn cũng ngon. Đằng đẳng nó dễ dính hả? À. Cá rô nó nhảy. Ô bữa nay cá sặc bự không à? Cá sặc bự là nhỏ đó. Ừ, bóc cái con bự ăn. Mình phải ăn cá sặc muối chiên á, muối mặn mặn á. Ăn hao cơm á. Muối xả. Bắt mấy cá rô gì kho xả mà. Thì bữa nay, hôm bữa thì vô cái đông phi mà bự không mà bữa nay vô mấy con nhỏ xíu à. Hai ba con rồi.
tao phi để đi. Mấy cái con này nó cũng chua. Hôm nay cá sặc bự không á nha. Cá sặc này người ta làm khô người ta bán cũng mắc lắm cả nhà. Mấy trăm á. Nhưng mà mùa này á ít lắm. Tới mùa nước người ta mới đi bắt cá sặc, người ta về ta lọc khô ta bán. Đổi miếng cá nhỏ nè. Rồi cắm đầu đúng rồi, cho chai nằm đó luôn. Ừ. Rồi. Rồi. Tin tưởng những người đi trước. Những người đi trước. Mấy cái rồi ta? Ủa, con cá nó nhảy lên bờ luôn kìa. Trước động xả ra nhảy lên. Đó nhiều 4 cá. Ôi, hôm nào ra đây bắt ốc. Ốc về coi. Ở đây ốc nhiều lắm nha. Ở chỗ mình nó kiếm ốc chết luôn, có đây ốc quá trời luôn. Cá sọc không à. Ngồi vô cá sọc với cá rô nè. Chưa tới thời cá nhỏ vô vị lắm, có cá bự. Ừ. Là để lâu lâu á. Vì để một tuần, mà để một tuần á, cái cá nó bị ngủm. Nó bị ngủm. Nó bị mấy con cua kẹp á cả nhà. Con cua nó hay lắm, nó vô nó ăn cá. Là nước ròng nước lớn nữa. Ròng đôi khi nằm trên bờ nước nóng quá cũng ngủm. Đây cua nhiều là hôm nào mình đặt lợp cua mình mua phải mì. Thôi đem mấy cái lò xo kia á nhà. Dục xuống đây nè, bao ống ngày lâu rồi. Vậy đó, đừng có để ngang nữa. Mà vô đây nó im luôn. Quá. Cái này. Cái. Thế là sợ nó không có nổi lên mà. Mai đi mua phơi mì ra đây nè. Được á. Được không? Được. Ở nhà mình còn mấy cái lò xo cũ á. Mình cũng cả chục cái đó nha. Cả chục cái lò xo cũ á. Đem ra đặt cua. Đúng. Ờ, ăn đó cá gì nhảy vậy? Cá hồng tông hả? Nó nhảy hơn cá chép nữa. Đó, quá nhảy luôn rồi. Ừ. Cá sạch không? Cá sạch không? Có không sao, mưa có mưa nó mới có nhiều. Mưa có chê đi nhiều. Lại có hơn không. Nghe hở không? Mệt quá. Bắt cá không có mệt. Nhưng mà tại vì đi xịn lúng ở nhà cho nên là nó mệt. Được chưa? Nhiều lúc làng cậu Tư cũng đặt cắm đầu chứ. Không. Không biết làm này sao. Lợp kia nó bự. Lợp kia nó dài, nó có lợp cá lóc đó nha. Lợp này nó ngắn quá.
Ủa con cá chê. Nè nè, được con cá chê nè. Ui. Ô nhảy kìa. Mạnh vậy. Bữa đây cũng dính hai con. Ừ, cũng dính hai con. Sao này nước ra trắng cống. Xuống đây. Mạnh nha nha. Leo luôn rồi. Không mang cá nhỏ chứ đi. Hôm nay cá sạch cũng bự quá nè. Đây là nét đẹp lao động. Đây là đầu cổ hơi bù xù nhưng mà rất là vui. Rất là thích luôn. Mẹ mình kêu bắt cá sặc kêu mẹ. Hèn chi đi thăm cá sặc không. Cô nhỏ gì cô nhỏ để lại cô em ăn bụng bự mang cá gì à. Dọa xuống nước bắt cá chê nguy hiểm mày nắm được cái đầu á đây tăng 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 bỏ vô đưa cái đuôi xuống. Ừ. Rồi buông. Rồi. Đâu không có mà. Mà cũng có. Nghiêng nghiêng lên cho cái đó cao cao lên miếng. Nè. Rồi vậy đó nè. Vậy đi. Nãy nó cũng nằm vậy đó. Đắp bên kia thôi à. Rồi ta thấy. Rồi. Mệt. Hên là trời mát chứ trời nắng nhất hảo oxy luôn. Ôi đem có gì chưa vậy? Ôi, con đặt lại đi. Chưa bắt cái cá sặc bự nè. Con cá sặc bự. Cá sặc này ngon nè, sặc này vừa ăn. Cá sặc này ngoài chợ bán cũng mắc á. Lại bây giờ vô mùa nước ấy ở nhà nước trong đó là đâu có cá nhiều đâu. Đùa chai trên đầu. Cái này nó hết rồi cả nhà ơi. À đó nè. Cái này cái đó hai cái hết rồi. Hy vọng vào hai cái này. Hy vọng dữ chưa? Hy vọng dữ chưa ốc không à? Nhìn không ơi. Nhìn cá thấy. Thấy không? Thấy không? Cái này cái cuối nè. Ủa? Làm đâu rồi?
Chỗ nào bên Đúng đây? giờ nè. Đúng không vậy? Đạp luôn rồi. Nè. Còn gì nữa không? Nó chìm dữ hả? Tụi nó chạy vô nước nè. Đi nữa. Hai ba cái chai luôn rồi. Cái này cá thằng hai, cái thằng hai đó nhà ơi, nó không có cái trắng ở kia. Ôi tự nhiên cái lợp chèm mà có cá luôn mới dữ. Ủa là dục vô chai này đó Ừ. Hai trái nổi là sao hai trái chìm luôn. vậy. Bữa nhà mình câu dính được mấy con này. Ui cái này mà có nhiều cái nhà, cái này nè. Con này có nhiều á, mình cạo nó ra mình nấu canh chua. Quá đẹp. Cái này nó bị gì nè, nó ra nè. Ví dụ Nó dùng rồi. Nó sửa lại. Ôi nó bị. đứt 1 giây bây giờ đứt dây à, ta tới 2 giây luôn mà. Có đâu. À đứt dây rồi, đứt dây kéo ra nè. Đứt dây rồi, thằng chi không có cá. Nằm đây nè, kéo gì nè là nó mới ra được Mà có 2 giây nói nhau ra cái dây trên vậy đó. nè, nằm dưới đây mà. À đây nè, đất này nè, một cái nó đất có cá nó ra nè, nó bị đất cái này nè, mình phải cuộn nó lại. Bỏ mình thấy nó dùng quá trời luôn. À, không có căng này là cá vô nó ra không có được. Hồi nãy nó bị dùng dữ lắm. Đâu đưa cái hôm kìa, cái chai đưa hôm đưa đưa cái chai lên trên. Sao Mưa. mưa hả? Mưa tới rồi, tới rồi. Gió lên rồi, gió lên là mưa đó nha. Lên cho cả nhà coi hành quả không nè. Mới mua cái lợp à, khai trương chóc da chóc dãy. Lộn, mới cái gì mua cái hùng chứ, cái lợp lao. Đây. Cá luôn phải không? Cái dê nữa. Con cá dê làm trong kia nè, cá dê này. Cá dê, cá hát lát. Mấy con cá sặc này đem về nấu canh chua ăn cả nhà ơi. Tính ra từ lúc mua cái lợp này á, mình đi ra ngoài đây mình đặt á, là mình có cá ăn nhiều quá trời luôn. Hôm bữa thì đặt được 4 con cá chê. Hôm nay thì cũng có cá chê nhưng mà ít hơn hôm bữa. Hôm nay thì mình thu hoạch là cá sặc nhiều hơn. Hôm bữa thì mình không có bắt cá sặc, mình bắt cá chê không à. Tại vì mẹ mình dặn mẹ mình dặn bắt cá sặc thì nấu canh chua, bỏ thì đi hâm lợp toàn cá sặc không à. Đó. Thành quả thì được quá trời cá luôn, quá trời vui luôn. Tuy là đi hơi mệt nhưng mà có cá là mình vui lắm luôn á. Giờ mình đi về nha. Trời cũng mưa nè. Ông trời đen hù lùi luôn. Đó. Cho nên là mình đi về để cho mẹ mình tranh thủ làm cơm chiều. Thì clip tới đây Hương Nguyệt xin khép lại nha. Hương Nguyệt cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Cả nhà cho Hương Nguyệt xin một lượt like và đăng ký nha. Hẹn ông bà cô chú anh chị và các bạn clip sau. Xin chào.